chào khán giả đang đến với chương mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, trong giai đoạn 2016-2020, Tây Ninh được xem là một trong những địa phương có những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy các chỉ số về kinh tế xã hội của tỉnh lên một tầm cao mới. Trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, cải cách hành chính vẫn tiếp tục được xác định là một trong những bước đột phá của tỉnh, giúp tỉnh nhà phát triển về mọi mặt. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cải cách hành chính không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là một phong trào thi đua sôi nổi, được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, được đông đảo người dân doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao. Công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến. Nhiều cái mục tiêu của tỉnh đề ra trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 10 về cải cách hành chính trong giai đoạn 16-20 đã đạt được nhiều các mục tiêu đề ra. Đây cũng là một cái bước đầu rất là khả quan để cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới để xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng chính quyền số. Một trong những điểm nhấn của tỉnh trong cải cách hành chính đó là việc đi vào hoạt động trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đến nay trung tâm đã công bố toàn bộ quy trình nội bộ chi tiết của hơn 1.900 thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tất cả các quy trình này cũng đồng thời được số hóa trên phần mềm hệ thống một cửa điện tử 3 cấp. Nhờ đó đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của toàn tỉnh từ 7,8% năm 2018 xuống còn 5,2% trong năm 2019, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tiện ích khác cũng được tỉnh triển khai thực hiện như chuyển giao toàn bộ nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đang thực hiện tại bộ phận bầu cử thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội Zalo, triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống bưu điện, thu thuế trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công. Đây là những giải pháp sáng tạo được người dân doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh hỏi đáp trực tuyến, số điện thoại đường dây nóng, tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm Điều hành Kinh tế Xã hội. Nên số lượng phản ánh kiến nghị của người dân cũng tăng lên nhiều so với trước đây. Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, thủ tục hành chính cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp, công khai. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng đóng góp vào công tác cải cách hành chính. Một điểm sáng khác không thể không nhắc đến đó là Tây Ninh là một trong những địa phương sớm đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội Tập trung của tỉnh, gọi tắt là Trung tâm IOC Tây Ninh. Hiện nay, Trung tâm IOC đã triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh như dịch vụ phản ánh hiện trường, dịch vụ giám sát dịch vụ hành chính công, hệ thống báo cáo thông tin kinh tế xã hội, hệ thống giám sát điều hành giao thông và an ninh trật tự công cộng. Dù chỉ mới đi vào hoạt động, thế nhưng Trung tâm IOC Tây Ninh được đánh giá là tiền đề quan trọng để Tây Ninh tiếp tục triển khai xây dựng đô thị thông minh một cách mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu giám sát tất cả các hoạt động trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đồng thời giúp cho tỉnh thực hiện tốt việc dự báo, xây dựng các giải pháp giải quyết những ách tắc, điểm nghẽn để có quy hoạch giải pháp phát triển phù hợp. Theo dự kiến, hệ thống đô thị thông minh tại Tây Ninh sẽ tiếp tục có những công nghệ mới như áp dụng tối đa trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa dịch vụ và hoàn thành các ứng dụng cơ bản về các dịch vụ đô thị thông minh như y tế, giáo dục, dịch vụ công, du lịch, thanh toán. Hệ thống hoàn chỉnh dự kiến đưa vào vận hành toàn diện vào năm 2020. Trong thời gian tới, thì Sở Thông tin Truyền thông trên cái cơ sở định hướng chung của Chính phủ cũng như Bộ Thông tin Truyền thông, đó là xây dựng chính quyền điện tử thì phải dựa trên cái sự kết hợp giữa tập trung và phân tán. Thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh để mà lựa chọn thêm một số các cái dịch vụ đô thị thông minh để triển khai trong thời gian tới, như là quản lý đô thị một cách thông minh, rồi du lịch, nâng cấp cái hệ thống du lịch, rồi cái giáo dục thông minh, y tế thông minh, cũng như là quản lý về năng lượng trên địa bàn tỉnh một cách thông minh, v.v. Và đồng thời thì Sở cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để triển khai một số các cái trung tâm giám sát điều hành chuyên ngành ở một số ngành
như giáo dục, công an, y tế và một số địa phương mà được lựa chọn để mà thí điểm xây dựng cái đô thị thông minh trong thời gian tới. Thông qua cải cách hành chính, nhân dân đã nâng cao cái mức đánh giá đối với chính quyền của tỉnh lên một mức nâng cao uy tín của đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Với cái nhiều cái nỗ lực về cái cải cách thủ tục hành chính thì Tây Ninh luôn được các cơ quan trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu công tác cải cách thủ tục hành chính. Với cái việc ứng dụng mạnh cái công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh thì bước đầu cũng đã tạo ra cái phương thức quản lý xã hội và quản lý kinh tế mới, góp phần về cái công tác cải cách hành chính và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với việc quan tâm cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT đã đạt mức 83,45% vượt chỉ tiêu đề ra. Nhờ cải cách hành chính, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2020 mặc dù có chậm lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Tác động của cải cách thủ tục hành chính cũng làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thuận lợi hơn, được các nhà đầu tư đánh giá qua chỉ số PCE, được xếp hạng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Trong giai đoạn 2021-2025 thì cải cách hành chính vẫn là một trong cái các lĩnh vực mà tỉnh sẽ xác định là một lĩnh vực đột phá để nhằm nâng cao cái tính cạnh tranh trên môi trường đầu tư về hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Việc cải cách hành chính sẽ được thực hiện một cách toàn diện gắn với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư một cách thuận lợi, minh bạch và tính cạnh tranh cao, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn để phấn đấu giảm cái tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong cái thủ tục hành chính về đất đai. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Tây Ninh sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau: tiếp tục tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh thực hiện, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất, tuyên truyền trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sau đó mới tuyên truyền trong nhân dân. Tuyên truyền phải gắn với lợi ích cụ thể của đối tượng được tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian xử lý và giảm tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước như phần mềm bầu cử điện tử, họp không giấy, đồng thời có chính sách ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan trung ương mới ban hành. Từ đó, gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian quản lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, gắn với nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, tin chắc rằng trong thời gian tới, bức tranh cải cách hành chính của tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục được chấm phá nền bởi những gam màu mới, tươi tắn, năng động và nổi bật hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng thành công chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, chương mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.